Mấy trái me sốt á, rồi ban gỡ ra ban làm me ngào đường rồi. Còn mấy trái me mà còn sống á là ban ngâm nước ấm. Hôm nay ban mới gỡ, để mà ngày hôm nay dễ gỡ này. Hôm nay ban mới đứng ban gỡ me sống này. Là me hôm qua là nhào đường bỏ tủ lạnh rồi. Còn hôm nay là làm me nguyên trái mà. Trời ơi nó cũng cứng ghê, chưa mở được nữa. Me nguyên trái rồi ngâm vào nước đường. Thì như mấy chị với mấy cô với mấy em có bày là ngâm vào nước ấm cho dễ bóc vỏ, rồi sau đó mình ngâm vào nước muối rồi rửa lại rồi bỏ vô nước đá. Còn nước đường là nấu riêng, xong rồi nước đường nấu riêng rồi bỏ vô rồi ngâm mấy ngày đó. Có trái nó dễ mở mà có trái nó cũng còn khó mở. Đó, như trái này là dễ mở nè. Thì ban cũng rất là cảm ơn những em đã nhiệt tình bày cho ban cái công thức làm me. Nhờ vậy mà ban cũng làm được. Ban nghĩ là ban sẽ làm được 5 món. Mình nói là làm me 7 món mà nghĩ không ra. Nhìn ngon này. Nhìn thì ngon mà ăn thì chua lè. Do you like this one honey? hỏi chung có thích cái này không? Chung trả lời là không. Ngay và luôn trả lời không cần suy nghĩ một giây thứ hai. Thì mai mốt Ben sẽ làm một cái clip ăn những món me mà mấy anh chị bày. Thì trong đó Ben nghĩ sẽ có là me ướp với đường, me ngào đường, me ngâm đường. Chắc nấu thêm món me kho cá, rồi canh chua với me. Nói chung nấu cái gì cũng phải bỏ thêm đường, tại vì chua lắm không ăn được nếu không có đường. Mai mốt gặp lại mọi người ở clip khác nha. Clip khác Ben sẽ ăn và cho mọi người thấy kết quả của ngày hôm nay. Bye mọi người. Ben đang làm mứt me nè. Này là bóc ra, xong rồi cho đường với nước, với ít nước lên nấu, chờ nó keo lại rồi bỏ me vô. Công thức của chị nào đó bày đó mà quên mất rồi. Quên mất tên cái chị bày rồi. Nhìn nè. Con này đang ngâm nước để chút xíu bóc vỏ cho nó dễ. Bé đang chế biến món gọi là me ngào đường theo công thức của mấy chị bày trên YouTube đó. Cũng hơi khéo tay chứ bộ. Hi. Xin chào tất cả mọi người. Đã chưa hỏi. Thì như cái video clip trước của Ben á, là cái lúc mà Ben có chuẩn đi hai me đó, thì Ben có xin một số cô chú, một số anh
một số chị với một với các cô là công thức để sử dụng mấy cái món mè đó, thì sau một hồi nghiên cứu thì cuối cùng mè cũng đã nấu được những món ăn có mè. Ở đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5 món mình làm từ mè. Thì món đầu tiên đó là cá kho mè, rồi món thứ hai đó là canh chua nấu với mè, thì cái này có nước mà chỉ nhấc nhẹ nhẹ lên vậy thôi. Rồi còn mấy chỉ có hai món đó là món chính ăn với cơm thôi, còn lại là me dầm với đường, rồi me ngâm trong hầm thấu, me ngâm nước đường. I'm not gonna eat that. You will. Chú nói chút xíu chúng ta mà bạn nói là sour, rồi cái này là me ngào đường, chút xíu là me ngào đường này là dầm vào đá ăn. Thì đó là những cái món chính bên làm từ me, đó là năm món. Bạn muốn làm thêm cái món hột vịt lộn xào me nữa, mà hột vịt lộn xào me không có mua được hột vịt lộn thì là không có làm được. Thì đó là những món ăn, mời mọi người cùng bạn với chung ăn buổi tối ngày hôm nay. Lâu lắm rồi bạn mới nấu ở ngoài nhà dọn ra ăn hai đứa như thế này. Nhờ có YouTube, nhờ có sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người. Và cũng có một món đặc biệt đó là mắm dưa. Mắm dưa này thì mẹ Ben mua ở Đà Nẵng. Mắm hình như là mắm diệt cẩn ở chợ hàng á. Ngon lắm. Ok, mời mọi người cùng thưởng thức. Let's go. Let's eat. Đi thôi. Let's eat. Ok, đi thôi. Ăn thôi. Ăn thôi. What should I start? Did you make this or you bought this? Cái dưa cải này thì Ben được cái cô ở trong tiệm làm rồi cho. Mấy cô trong tiệm cũng thương Ben lắm, hay nấu đồ ăn với lại hay làm đồ ăn cho Ben. The lady in the shop make it and she get it. Mm. How is it? Mmm. Just like the one from the restaurant. Hmm? Just like the one in the restaurant. Ha ha. Mmm. I cook with tamarind. Mẹ có mấy hộp mè này. Mè này Ben hái về những trái Ben chín rồi á, là Ben dầm vô nước, xong rồi Ben kho cá nó xịt lại rồi Ben đổ cái nước nó vô. Where's the fish from? I bought. From where? From Mexico? Market. No, I don't market. Mm. I bought fish there. What is this? That stuff? Mm-hmm. The sour stuff? Do you feel sour? Chúng nó trúng cái hột me mà chứ nó không có chua. Mm. Tại vì mình nấu ở trong cái nấu trong món ăn nữa. Hào sư là hào hư à, ăn ngon quá. So how was your day? Good. Pretty slow. How about you? Mm-hmm. How about you? A lot of people lose their job today. Yeah. Tell them. So PM. Basically, the company. Kind of kept on in as well. All right. There's a layoff. A couple of people in marketing department. They have a layoff. Oh. But most of my friends, they are safe, so. That was something we're celebrating earlier. Mm. Alright, I'll tell them. Thì bé với chú nó bình thường hàng ngày về á, thường hỏi nhau cái câu là ngày hôm nay mà như thế nào. Thì để hỏi xem là trong cái ngày đó mình có gặp chuyện gì vui, chuyện gì buồn hay chuyện gì bực mình hay không. Mm. Thì bé nói là ngày hôm nay của bé thì cũng bình thường, đi làm thì nó hơi chậm chút xíu. Tại vì đầu tuần thì nó thường chậm, ngày cuối tuần thì nó bận hơn. Thì còn Chun á, thì Chun nói là trên chỗ làm của Chun á đang có cái đợt sa thải ở bên bộ phận marketing á. Nhưng mà những người bạn thân thiết với Chun á, những người bạn thân thiết với Chun á thì không có bị sa thải. Thì hồi nãy Chun mới đi happy hour, là đi cái đi uống sau giờ làm á. Xong rồi hồi nãy Trinh có đi ra ngoài cái quán bar uống
mấy ly bia với lại mấy người đó. Tại vì sao là, tại vì tổ chức giống như là ăn mừng là không có ai bị sa thải. I didn't speak that much. What are you talking about? Yeah, you think it's simple in English, but when I translate to Vietnamese, I have to translate. Like what? Like A, B, C, D, E, F, G? I have to make them understand, huh? Okay, da. Bởi vậy, nhiều lúc á, mà nói tiếng Anh á, nói thì ít, mà sao dịch ra tiếng Việt thì nhiều. Thật sự bạn thấy tiếng Việt mà nó hơi dài dòng, nói mà thiếu một chữ á, thì cái câu nó không thành nghĩa. Hoặc là dư một chữ á, thì cái nghĩa nó cũng trở nên khác đi. Mà nó hồi nãy chưa nói là tại sao tao nói ít mà mày dịch ra nhiều vậy. Very good. Cũng có bạn có thấy cũng có một số em hỏi là làm sao để học tiếng Anh, rồi học tiếng Anh như thế nào cho nhanh, học ở Việt Nam hay là qua đại học, thì bạn cũng nói luôn là bạn có học ở tiếng Anh ở Việt Nam rồi, nhưng mà cũng học những điều cơ bản ở trường, ở cấp 3 với lại cao đẳng thôi. Bạn không có đi học một cái lớp, một cái khóa nào về tiếng Anh riêng biệt hết. Nhưng mà có cái là bạn dạng nói hồi mới qua bạn cũng nói sai nhiều lắm, nhưng mà dần dần rồi lúc mình nói, rồi những người bạn của mình hay là thầy cô hay là những người xung quanh, và những người Mỹ, người ta cũng giúp mình, người ta nói mình là nói sai chỗ này, nói sai chỗ kia, người ta bày mình. Thành ra nếu mà các bạn có cơ hội đi Mỹ hoặc là có cơ hội đi ra nước ngoài làm việc, sinh sống, đi học hay là đi du lịch, thì biết cái gì các bạn cứ nói, biết chữ nào cứ nói chữ đó, đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Tại vì thực sự không phải riêng một mình người Việt Nam mình nói sai đâu, nhiều người nói sai lắm. Người nào cũng nói sai, không ai giỏi ngay từ ban đầu. Thành ra cố lên. I should tell them how to improve their English. Oh. I mean, just say whatever you know. You don't have to worry too much about spelling, pronunciation, or grammar stuff. Yes, she's right. Mm-hmm. Yes, I'm gonna speak Chinese now, okay? Mm-mm. Why? Yeah. Mm-hmm. So you don't understand what I'm saying. Nah, so I think so. Maybe next time. But when she first got here, her English was like horrible, right? She doesn't know how to speak when she was in Vietnam, but when she's here, she took advantage of the environment, you know, because right here, everybody speaks English, nobody speaks Vietnamese, so she has to, right? Like there's no other way, so she speaks. And, you know, like you know about Ben, you know, she has a... She's not afraid of anything, so she speaks. She doesn't care if she speaks something wrong, right? So that's why only a couple of years. What? Not even 4 years, right? About 4 years? Almost 5 years. Next right. Year. Right. Now, as you can see, we are communicating in English. Right. But honey, I already know how to speak. I just say the thing. Just my pronunciation is very bad, but I already but know. But you're getting better, right? Yeah. That's the point. And you're updating someone whose primary language is not even language. English. I mean, sometimes I'm also surprised we're speaking English every day, right? So, you have to put subtitle on this because or if you're lazy, I don't know. Is it sour? Just a little bit. Thật sự bỏ phụ đề rất là lâu mấy bạn. Mà chuyên một lần nói nó dài, nó giọng nó nhiều. Hồi trước á, có một ngày bạn không có đăng được tại vì có một ngày Ben không có đăng clip lên YouTube được. Tại vì Ben bấm cái phụ đề đó, bấm subtitle mất hết mấy tiếng hồ, 3-4 tiếng hồ gì đó, nhiều quá. Cái clip mà đi Costco á, Ben bật nghe điện thoại, Ben bỏ subtitle á, nhiều quá. Thành ra bây giờ hơn Ben nói chung là nói xong rồi chờ Ben dịch chứ subtitle bỏ subtitle nó dài quá. Thì chung cũng nói giống Ben, thì hồi Ben mới tới thì nói tiếng Anh cũng nói được, nhưng mà cũng nói bập bẹ thôi, nói một vài chữ thôi, không có nói nhiều, với lại cũng nói sai nữa, nhưng mà tập dần thì mình quen rồi. Ben cũng có đi học lớp tiếng Anh chuyên sâu rồi. Chuyên nói là nếu mà muốn giỏi tiếng Anh nhanh á, thì giống như Ben vậy á,
có bồ là người nước ngoài đi, tại vì bây giờ không có nói tiếng Anh thì không có nói tiếng khác được, thành ra phải nói tiếng Anh, bắt buộc phải nói tiếng Anh thì dần dần tiếng Anh nó sẽ trở nên tốt hơn. Với lại coi phim nữa, Ben với Jun hay đi hay ở nhà nhiều khi buổi tối hay coi phim mà nó có phụ đề tiếng Anh ở dưới đó, mình vừa nghe người ta nói mình vừa đọc mấy cái chữ đó, có những chữ mình không biết là mình tra từ điển, thành ra Ben học được rất là nhiều từ mới từ mấy cái phim của Mỹ. Also watching movie, right? What movie? We know a lot of new words from movie. Yeah, that helps too, right? Yeah. We watch movie every night. Before we start doing YouTube. Now we're editing video every night. Yeah. Trước đây thì tối nào về xem với chung cũng coi phim tới nhiều lúc 10:30, 1 giờ. Thấy 10:30, 1 giờ mới bắt đầu tắt TV đi ngủ. Còn bây giờ tối nào về cũng hì hài dục. Lo làm mấy cái video để mà đăng cho kịp với mọi người đó. Tại vì Ben với Trung đi làm, Ben thì đi làm 5 ngày tới 6 ngày, Trung thì làm 5 ngày, Trung nghỉ được cuối tuần. Rồi cuối tuần lúc mà hai đứa con ngày nghỉ chung thì cũng tranh thủ quay cái này quay cái kia rồi về phải làm lại nữa, tại vì mình phải quay nhiều đoạn rồi mình phải ghép lại, mình phải cắt ghép cho nó hợp lý, cho nó không có mất thời gian nhiều mọi người nữa. Cho nên là bây giờ tối nào hai đứa về cũng vùi đầu vào máy tính, không còn thời gian để coi phim nữa. Lâu lắm rồi ba mới chưa coi phim cái TV ở nhà này luôn á. What do you say? I say yeah. Talking about me? No. Because you bad, so you think people say bad about you? No. Chúng tưởng là bạn đang nói xấu chung. Những người xấu là thường nghĩ người ta nói xấu về mình. Nhìn mấy cháu thiên cái tổng hóa chẳng sử dụng khoan gì kêu. Whatever. Chú bỏ lắm. Yeah, I'm full. The soup? Soup, give me 1 second. Okay, 1 second. Huh? Fish, yeah, fish, why not? Give me 1 fish. Some soup. No, one is good. 1 fish? Half? You mean? Oh, one. 1 fish is good, 1 fish, yes. This is the first. Oh, I thought you already put one inside. Okay, no. Some soup. Okay, thank you. Okay. Thank you, la. Thank you, la. Welcome, la. How is it? Không nói gì chắc không ngon. Sâu sâu la. Ai dạ. Chứ nó cũng được. Chứ không ngon. Không ngon. Ngon à? No good, just so-so à? So-so ông à? So-so ông à? So-so ông à? Sour. Sour à? Yeah, it's a sour soup. Bỏ mấy cái mè vô mà nó chua. Phải biết cái độ chua của mè nó như thế nào. This fish is pretty good. Catfish. Is it? Mà nó cá bùng lâu. Nhiều mỡ. Mà thường mình thấy mấy người nấu canh chua với lại kho rim rim hay nấu canh bùng lâu. Hay nấu cá bùng lâu nên mình mua cá bùng lâu về nấu. This thing is sour, right? This thing. No, not this thing. And what is sour? Lemon? This one. The thing from outside? Chưa nói là... I didn't know. Chưa nói là làm cái gì mà làm cho súp nó chua thì bên mới tìm ra cái mè. That's really sour. Yeah. Really, that's the only thing sour? You didn't put any lemon or nothing? No. What is that? Tomato. Mè với cà chua. Tomato is not sour. Nice.
Never thought I'll become an eating YouTuber. Yeah. You want me to translate that? I think people understand. Jun nói là Jun không bao giờ nghĩ Jun sẽ trở thành những người làm YouTube về ăn uống. Yeah. Thì nói chung về ăn uống thì ba với Jun ăn cũng không có nhiều. Ít nấu ăn ở nhà, toàn là đi ăn ngoài với ăn tùm lum tà la cho qua bữa rồi thôi. Thành ra cái kênh của ba cũng không phải là cái kênh đặc biệt về ăn uống, mà là về những vì những cái tất cả những cái gì mà ba với Jun sinh hoạt hàng ngày. Đi ăn chỗ này chỗ kia hay là làm cái gì đó đi chơi thì tụi bay cũng đều quay lại hết, chứ không phải riêng ăn uống. Our channel is not about eating only. No, yeah. Eating is a small part. Like, you know, like today she cooked something special. Like, otherwise, I'll show you next time when I cook my chicken. No, very good. 1 million clip. Promise. Alright. What, 1 million clip? 1 million people wanna watch me eating my handmade chicken. Yeah. Tự tin quá đã. Tại vì Jun hay tự nấu gà Jun ăn á. Jun nói là lần tới Jun làm gà Jun sẽ quay cho mọi người coi. Và Jun nghĩ là sẽ có 1 triệu người muốn coi Jun nấu cái gà đó. Mà lại nghĩ chẳng tới 10 người đâu. Yeah, I was going to make chicken tonight. She said no. No, this is about my cooking. Don't steal my thunder, you know, don't make people focusing on your chicken. Yeah. So I say, fine, you know, maybe next time, right? So yeah, maybe next time. Okay. I still have some leftover in the fridge, you know, if you want I can show you. No. No? Okay. Yeah. Trước khi Trung về, Trung có nhờ bạn nấu gà cho Trung thì gà của Trung ướp sẵn rồi, chỉ cần bỏ vô cái máy chiên bằng khí mà bữa trước Trung có giới thiệu mọi người ở trong Costco á. Thì Trung nói với bạn kia là thôi tối nay bạn nấu ăn rồi, Trung không cần phải nấu. Hay Trung kia ok, ý Trung nói là Trung nấu ngon, để cho Trung nấu. Ngon gì đâu, ăn cũng được. What? Translate. What she say? I say, you think your chicken is very good, but it's just, yeah. Okay, my chicken is really good. I know it. She knows. Everybody knows. You guys will know it. Right. Bạn với Trung ăn tối xong rồi, bây giờ tới phần tráng miệng. Thì tráng miệng. How did you eat this? This one, you just take it out and eat. Really? Yeah. I'm doing this for you. Okay. There's no reason for me to read this. Maybe it's good. Really? This is sweet? Yeah. Really not sour? No. This one? Yeah, because this is sugar water. Cái này là bên làm mè ngào đường. Mè ngào đường làm cũng được mấy ngày. And this one looks spicy and sour, you know, there's no way I'm gonna eat this. Bỏ vô đây làm đá mè. You try first, okay? Okay. Yeah, okay, if you can eat one, then I'll eat one. This is how you eat it? Yeah, make water. You used to cook like this in your country? I just learned. You just learned from them? Uh-huh. Oh, really? Chứ nói là cái này là bên trước đây bên nấu ở nhà rồi hả? Thì bạn mới nói là không, bạn mới học từ mọi người ở trên YouTube mới bày bạn là bạn mới tại vì nó chua quá, thành ra bạn phải có một chén nước đường để bên cạnh nó dầm đường. This is sugar water too? Yeah. Salty. Thì nghe cái chị nào bày nó bỏ chút muối cho cái đường nó thanh, em bên lỡ bỏ hơi quá tay, thành ra nó vừng ngọt. Rồi có cái son spoon. Okay.
Okay. Mm-hmm. Is it good? Yeah. Really? Yeah. Oh, you have to mix like this? Yeah. Okay. Okay. Let me try the sugar food. Mix them everything together. Good, good. It's new. Okay, it's new. It's new to me. It's different. Different. Lần đầu tiên thử. Different. What is another word? Strange. It's definitely different. It tastes a little bit like Sunmei. Palm? Palm? I don't know. Pomegranate? Something like, is it? I don't know. The red small one? No, see, the one I used to eat when it's dry, you know, you put it in your mouth and it gives you a you feel sour. Ah, si mui. I do not like. Yeah, si mui. Si mui. Si mui, xoan mei, eh. Hey, tiếng Việt với tiếng Hoa cũng giống nhau lắm mấy bạn. It tastes a little bit like that, right? You know. Đây là ly đá me của ba. Ly đá me chuyên chiêu. Feel like a little bit like alcohol. Is it? Is it because of sugar and after why? I think so, yeah. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Ooh. And then try this. Hôm nay là mè bánh dầm. Mời mọi người nhé. Okay, eat. No, you're gonna eat first. Sorry. Okay, I'll do this first. Chuyện bây giờ khôn ra rồi, bắt bài năng trước, chuyện mới chịu ăn. Crispy. Yeah. Good. Why you should not be crispy? It's just me. I thought I failed, but I success. What do you think? It's crispy. Sweet? Sour? Sour? Still sour? Uh-huh. What? It's just like the thing we eat the first time. Mà cái mỏng tính bớt với tưởng là ngọt hay tưởng là mẹ thành công. Thôi rồi, mà mắm ngầm chưa lấy chua mà. Eat. Sao nó không ngọt nữa được đó. What is it? Good. Ý là ban ngâm cũng được 4 ngày rồi mà tại sao nó xuân sầu. Nó không có đỡ chua ta. Chân nó chua vậy. Yeah, it's supposed to be sweet. Or maybe the sugar is not strong enough. Oh, really? Okay, honey, tomorrow bring this to work and give it to your friend, okay? Rồi tự ăn sẽ ngọt lắm là vì ngâm đường. Ngâm cũng được 4 ngày rồi mà. Oh, it's interesting how you sing this. And some people, they even eat the thing. The root? They have to cook. Oh, this thing? This thing? Got it. Bạn với Jun lại hành hạ mọi người thêm một đợt nữa rồi. Xin lỗi mọi người, phải làm cho mọi người tốn nước miếng quá nhiều. Nhưng mà thật sự ứng chua, cái này Ben không thành công. I mean, fail. No, to be fair, it's not as sour as the first time. Mm-hmm. It's a little bit sweet. But still, it's far away from sweet. Yeah. Mm. Yeah. Good. Very precious. Very good. Very good, if you believe me. Okay, this one? This guy for you guys, okay? Now this one. This one. Cái này bạch ướp đường với lại ớt, với lại chút muối.
No, I think I'll stick with this thing. I think this is gonna be the only thing that is a little bit sweet. Mmm. Did you put in oil? No. Just sugar? Yeah. This one is fine. Mmm. No, I see chili. I'm not gonna eat that. Good, isn't it? Really? Mm-hmm. I'm just gonna try one, okay? Ah. Good, right? Better than that one. More sweet. Yes. Right? Yes. Mm. Này chua chua cái cay ngon này. Spicy. Hmm? Okay, so here's the thing. When I went there today, there's not many left. Oh, really? Yeah. I mean, where I can reach it. Uh-huh. You know, if you want more next time, you know, maybe next time will be the last one. If you want more, I have to bring back with a ladder so I can climb up to get it. Do you have a ladder? I don't. So, that might be challenging. Mm. Yeah, maybe next year. But this thing, too sour. Để làm được những món ngày hôm nay thì cái ngày mà bạn đi qua clip đó là bạn phải đi chung đi ăn chung một lần. Chung phải qua lại ăn chung 3 lần nữa. Rồi mới được nhiều món như vậy. Thì ngày bạn làm món này, ngày bạn làm cái món me dùm ớt với đường này, rồi một ngày bạn làm me ngào đường, một ngày bạn làm cái me dùm với nước đường đó. Còn ngày hôm nay là chung phải đi ăn chung thêm lần nữa để bạn làm canh chua với lại cá kho me. Thì đó là cái clip bên làm những đồ ăn bên chế biến được từ cây me nhà hàng xóm. Too sour. Thôi bên cũng với chương trình xin kết thúc cái video clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, luôn dành tình cảm cho Ban với Chun. Ban với Chun sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để làm nhiều video hay và thú vị. Và trên tất cả thì thực sự Ban với Chun rất cảm ơn mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hàng ngày Ban đọc được những cái bình luận ủng hộ và yêu thương thì Ban rất là vui. Ngày nào trước khi đi làm Ban đọc được những tin nhắn đó cũng làm cho Ban cảm thấy vui vẻ, rồi bắt đầu một ngày làm việc nó cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Và Ban cũng hy vọng xem video clip của Ban với Chun thì cũng đem lại cho mọi người một niềm vui nho nhỏ nào đó để bắt đầu một ngày mới. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Thank you very much. I have no idea what she's saying, but thank you. Thank you. All right, thank you. Bye. Bye.